Sa tha vô mê su nam tu tham mát sa wa na ka lo ayam pha đàn ta tham mát sa wa na ka lo ayam pha đàn ta tham mát sa wa na ka lo ayam pha đàn ta nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato Arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato Arahato samma sambuddhassa Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dutiyampi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Iti piso bhagava arahaṃ sammā sambuddho Vicca jāna sampanno sugato lokavidu Anuttaro purisa dhamma sarati sattade vamanussānaṃ Buddho bhagava tinati me saraṇaṃ anyaṃ Buddho me saraṇaṃ varaṃ etena sacca vat Chê na hô tu mê Chá yá măng gá lăng Út ta măng gê na hoàn đề hăng Pá đá phâm xùm Quá rút ta măng bút thê yô Khá lý tô đô sô Bút thô khá ma tu tăng ma măng Xóa khá tô khá gá wá ta Thâm mô sàn đít thí cô Há ká lý cô Ehi pasiko opanayiko pachatang veditapo Vinyo heitinati me saranang anyang thammo me saranang warang Ete na satcha vacche na hotu me chaya mangalang Utta mangge na vandehang thammang chaduikang warang Thamme yo khalito do so thammo kamatu tang mamang Supatipanno bhagavato savaka sangho Ujupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Sāmejipatipanno bhagavato savaka sangho Yadidang chattari purisa yugani attha purisa puggala Esa bhagavato savaka sangho Ahunayyo pahunayyo dakkinayyo Anjalikaraniyo anuttarang punya Kettang lokasa Tinatti me saranang anyang Sangho me saranang warang Ete na satcha vacche na hotu me jaya mangalang Utta mangge na vande hang sangkhang cha duvi thotta mang Sanghe yo khalito do so sangho kama tu tang ma mang Vanda mi che ti yang sabbang sabbatthane supatithitang
Sarikatha tu maha bo tình buddha rupang sakalang sada Sambuddha atavi sancha dvada sancha sahas sake pancha sata sahas sanina mami sirasa aham Tê sang thăm manh cha sang khanh cha a da re na na ma mi hăng Na ma ka ra nu pha we na ham toa sap de U pat da we a ne ka an ta ra ya pi vi nas san tu a se sa to Sam bút thê tanh cha tanh nha sanh cha cha tu vi sa ti sa ha sa ke Dasa sata sahasa nina mami sirasa ahang te sang thammang cha sang khanh cha adare na na mami hang Namakara nufa we na ham toa sap de upat na we aneka Antaraya piwinasan tua se sato sambut te na buttara sate atachat Tatli sasahasake visati sata sahasa nina mami sirasa ahang te sang thammang cha sang khanh cha adare na na mami hang namakara nu pha we na ham toa sap de upat da we aneka antaraya piwinasan tu ase sato Sap de purati maya disaya satta vera sukhi hontu sap de purati maya anurisaya satta vera sukhi hontu sap de dakkhina yadisaya satta vera sukhi hontu sap de dakkhina anurisaya satta Avera sukhi hontu sabde pachima yadisaya satta Avera sukhi hontu sabde pachima yanudisaya satta Avera sukhi hontu sabde uttara yadisaya satta Avera sukhi hontu sabde uttara yanudisaya satta Avera sukhi hontu sabde uparima yadisaya satta Avera sukhi hontu sabde hettima yadisaya satta Avera sukhi hontu sabde satta Avera hontu sukhita hontu niddukha hontu apyapaccha hontu aniga hontu digayuka hontu aroga hontu sampatti samicchantu sukhi attanang pariharantu dukkhappatta cha niddukha payappatta cha nippaya Sokappatta janissoka hontu sabde pipanino Akasattha japhummattha devanaga mahittika Punyangno anumodantu chirang rakkantu sasanang Akasattha japhummattha devanaga mahittika Punyang no anumodan tu chirang rakhan tu no garu akasattha japhummattha devanaga mahittika Punyang no anumodan tu chirang rakhan tu nyatayo akasattha japhummattha devanaga mahittika Punyang no anumodan tu chirang rakkhan tu panino Akasattha japhummattha devanaga mahittika Punyang no anumodan tu chirang rakkhan tu no sada
idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagate kale. Hồi kinh Tam Bảo đã tụng xong, kính mời giảng sư Tinh Tuệ từ bi hoan hỷ giảng dạy bài học với dự pháp ngày hôm nay. Chúc lớp có buổi học pháp an vui. Dạ con kính dâng bích đến sư. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Tham Mai ạ. Nam mô Sang Khai ạ. Xin chào lớp. Giờ hôm nay sau buổi học hôm nay thì mình sẽ nghĩ tới thứ ba tuần sau chúng ta mới học lại ha. Làm nghỉ Tết, mặc dù mình không có nghỉ buổi nào nhưng mà chúng ta cũng sắp xếp thời gian để học đầy đủ các buổi trong tuần. Rồi bây giờ hôm nay chúng ta học tiếp phần các tâm sở tình hảo. Các tâm sở tình hảo biến thành. Hôm trước là mình đã học xong phần tâm sở trung hòa. Trung hòa là phần tâm sở thứ bảy. Hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp phần tâm sở thứ các tâm sở còn lại. Trước tiên là tâm sở tịnh thân và tịnh tâm. Kaya pasatthi, citta pasatthi. Đây chúng ta để ý đó là cái chữ thân ở trong trường hợp này. Chữ thân nó được dịch từ cái chữ kaya. Chữ kaya thông thường, chữ thân thông thường mà mình hiểu đó là thường là nó là cơ thể vật chất, tức là thuộc về yếu tố vật chất, thuộc về sắc pháp. Nhưng mà cái chữ kaya dịch là thân ở đây đó là nó không phải là yếu tố vật chất mà nó là một loại tâm sở. Chữ thân ở trong trường hợp này được hiểu đó là ba loại danh uẩn, đó là sắc uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Còn chữ tâm ở trong trường hợp này đó là chỉ cho thức uẩn. Thì ở đây chúng ta thấy tâm sở tịnh thân tịnh tâm, cả hai tâm sở này vì nó có cùng trạng thái, có cùng phần sự, và khi mà nó thành tựu thì cũng giống nhau, nhân cận thì cũng giống nhau, cho nên chúng ta gộp chung nó lại. Thứ nhất đó là nói về trạng thái, đó là tâm và tâm sở yên lặng. Tức là nếu mà tâm sở tình thân, tâm sở tình tâm nó xuất hiện ở trong tâm thiền và nó đang giữ vai trò quan trọng, tức là trong lúc mà nó đang có sức mạnh, thì lúc bây giờ tâm sở tình thân tình tâm nó làm cho tâm và các tâm sở đồng sanh với nó lại lắng dịu. Lắng dịu. Còn phần sự là chế ngự sự sao động của tâm và tâm sở, tức là không làm cho tâm sở tâm và tâm sở bị dao động. Như vậy dựa trên trạng thái với phần sự của tình thân tình tâm giúp cho chúng ta biết được đó là khi nào mà mình thấy tâm mình được yên tĩnh thì lúc bây giờ đó là tâm sở tình thân tình tâm nó đang có mặt. Còn lúc nào mà tâm mình đang dao động thì lúc đó là mình đang bị chi phối bởi tâm sở phóng dật, bị tâm sở phóng dật. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái phần sự của tình thân tình tâm nó là chế ngự sự dao động của tâm và tâm sở, tức là nó ngăn chặn cái sự phóng dật khi mà cái tâm sở tịnh thân tịnh tâm nó xuất hiện. Cái này nếu mà rõ nhất trong cái kinh nghiệm chúng ta tập thiền đó, thì trong lúc mà tâm mình đang an trú được ở trong đề mục
và nó đang yên tĩnh, thì lúc đó là tâm sở tịnh thân, tịnh tâm nó đang có vai trò là sức mạnh rồi. Nhưng mà nếu mà cái niệm mình chưa mạnh thì lúc đó sao, chúng ta ngồi một tí thì chúng ta cũng bắt đầu bị tâm phóng và chi phối, suy nghĩ nhiều công việc, những công việc đã làm rồi hoặc là những công việc mình sẽ làm, lao về những công việc khác ngoài cái công việc mà mình đang tập trung cho cái đề mục tu thiện, thì lúc đó là phóng dật nó chi phối mình. Thì học ở trong trường hợp này mà chúng ta để ý trong cái thiền tập của mình đó, thì mình sẽ nhận ra rất là rõ, nhận ra rất là rõ. Tức là khi mình ngồi được yên tĩnh, tâm mình lắng dịu, thì lúc đó là cái sức mạnh của tâm sở tịnh thân, tịnh tâm nó được phát huy. Còn lúc mà mình bị chi phối, suy nghĩ cái gì mà ngoài cái đề mục thiền tập mà mình đang tập, thì lúc giờ tâm mình bị dao động, tức là mình bị phóng dật nó chi phối. Khi mà thành tựu thì làm cho tâm và tâm sở yên tĩnh mát mẻ, thì ở trong trường hợp này nói là làm cho tâm tâm sở, chứ thực sự khi mà tâm mình mà nó được yên tĩnh rồi thì nó cũng bộc lộ qua cái sắc pháp bên ngoài, tức là làm cho cái thân của mình cũng mát mẻ dễ chịu. Tức là nếu mình sống với cái tâm thiện thì chúng ta thấy lúc nào tâm mình cũng được mát mẻ dễ chịu, còn ngược lại nếu mình sống với cái tâm bất thiện, dù tham hay là sân cũng làm cho mình bị đau khổ. Dạ. Rồi nhân cần thiết ở đây đó là có tâm và tâm sở, có tâm và tâm sở, tức là có tâm và tâm sở để cùng sanh với là nhân hỗ trợ để tịnh thân, tịnh tâm nó sanh khởi. Thì đó là hai tâm sở, tịnh thân, tịnh tâm. Tiếp theo đó là phần khinh thân, khinh tâm. Thì cái chữ thân và tâm vẫn được hiểu giống như cái trước. Thì ở đây mình chữ khinh ở đây mình được dịch từ cái chữ lahuta. Từ chữ lahuta, tức là kaya lahuta, rồi chitta lahuta. Chữ lahuta ở đây là nhẹ. Nhẹ. Về trạng thái đó là sự lắng dịu, lắng dịu sự nặng nề của tâm và tâm sở. Phần sự là dẹp bỏ sự nặng nề của tâm và tâm sở. Thành tựu là tâm và tâm sở không bị đình trệ. Nhân cần thiết là có tâm và tâm sở. Thì ở đây về trạng thái của khinh thân đó là làm lắng dịu sự nặng nề của tâm và tâm sở. Thông thường khi mà mình sống với tâm bất thiện á, nhất là trong lúc mà mình bị bệnh, và mình bị bệnh là phần lớn ở trong lúc đó là mình, thì lúc đó phần lớn là chúng ta, và phần lớn là lý do khi mình bệnh nó nhất khó chịu, cái cơ thể mình nó đau sân khởi, làm cho tâm sân khởi. Rồi nếu mà trong lúc đó có con cháu ở trong nhà mà con cháu không có lo cho mình nữa, làm cho mình càng rai rứt thêm, khó chịu thêm, thế là sao, tâm sân lại có điều kiện sân khởi nhiều hơn nữa. Rồi nếu mà ở nhà mình có nhiều tiền của vật chất, nhưng mà trong lúc đó nó cũng không thể giúp mình được,
thì tâm mình lại còn dính mắc với cái tiền của vật chất mình có, xài chết đi mình mất hết cái tài sản đó. Như vậy thì trong khoảng thời gian đó cho mình thấy là mình sống phần lớn với tâm bất thiện không. Do đó cái cơ thể của mình rất là nặng nề, đi đứng rất là khó. Dạ, đi đứng rất là khó. Còn nếu mà tâm sở mà khinh thân khinh tâm mà nó sân khởi sân khởi tức là tại vì khinh thân khinh tâm khi mà nó sân khởi, nó chỉ sân khởi trong tâm thiện thôi. Dạ, ở trong tâm thiện thôi, mà hễ nó sân khởi ở trong tâm thiện thì nó cũng khi mà sống được với trong tâm thiện thì nó cũng giúp thân này được nhẹ nhàng. Dạ, được nhẹ nhàng. Chúng ta để ý nếu mà ví dụ nếu mà mình bị bệnh về mặt cơ thể, dạ, nhưng mà nếu mình an trú được ở trong tâm thiện, vì mình đã từng có tu tập thiền định, an trú được ở trong thiền định chẳng hạn, thì thân thể mình nó cũng nhẹ nhàng hơn, cũng nhẹ nhàng hơn, mặc dù bệnh tật thì vẫn có. Dạ, nhưng mà cái nếu mà nói về sắc pháp thì nó cũng tươi tỉnh hơn so với người bị bệnh mà sống với tâm bất thiện. Dạ, so với người bị bệnh sống với tâm bất thiện. Một số ở trường hợp này chúng ta thấy là thí dụ như là một số vị thiền sư mà an trú được nhiều ở trong tâm thiện trong lúc bị bệnh nặng hoặc là trong lúc sắp lâm chung thì sắc pháp vẫn tươi tỉnh, vẫn tốt, là vì người ta an trú được nhiều ở trong tâm thiện. Dạ, thì đó là nói về cái trạng thái của khinh thân khinh tâm. Phần sự của nó thì nếu mà khinh thân khinh tâm mà nó sanh khởi thì nó sẽ dẹp bỏ được cái sự nặng nề của thân và tâm, là nếu mà nó sanh khởi được thì nó dẹp bỏ được mấy cái đó. Dạ, bất cứ ở trong trường hợp nào mà tâm thiện mà nó sanh khởi, dù nó sanh ít hay nhiều, nhưng mà khi tâm thiện sanh khởi thì nó luôn đẩy lùi cái tâm bất thiện. Mà cái tâm bất thiện đó là cái trạng thái nặng nề của tâm và tâm sở, rồi nó đưa đến cái sự nặng nề đến cái cơ thể vật chất. Nhưng mà khi mà khinh thân khinh tâm sanh khởi thì nó đẩy lùi được mấy cái đó. Thành tựu là tâm và tâm sở không bị đình trệ, tức là nếu mà khinh thân khinh tâm mà nó được thành tựu thì nó sẽ giúp cái tâm và tâm sở có sự linh hoạt hơn, có sự linh hoạt hơn. Nó giống như là trong lúc mà chúng ta còn khỏe và bị bệnh. Dạ, ta thấy mình lúc mà mình bị bệnh thì sao? Tức là muốn làm cái gì, muốn đi đứng nằm ngồi gì đó, chúng ta cũng làm chậm rãi. Dạ, nhưng mà nếu mà cái cơ thể của mình khỏe thì nó sẽ có linh hoạt hơn, nhanh nhẹn hơn. Dạ, thì ở đây nếu mà nói ở trong cái tâm thiện mà có khinh thân khinh tâm thì nó sẽ giúp cho tâm mà tâm sở không có bị đình trệ làm vậy. Rồi nhân cần thiết để khinh thân khinh tâm sanh khởi thì cũng cần có tâm và các tâm sở khác. Và các tâm sở khác. Tại vì ở trong các trường hợp này luôn lúc nào cũng có tâm và tâm sở, là vì các tâm sở này nó sẽ không thể sanh riêng được, mà lúc nào nó cũng hỗ trợ cho nhau. Tại ba bốn uẩn thuộc về về danh pháp, khi một uẩn nào đó sanh khởi thì nó sẽ hỗ trợ cho ba uẩn còn lại.
là nó hỗ trợ cho nhau qua lại, cho nó không có sanh một mình. Rồi 12, 13 đó là nhu thân, nhu tâm. Kaya, muduta, chitta muduta. Vậy chữ mudu ở đây đó là nãy là mềm, mềm mại, cái chữ mudu là mềm mại, mềm mại, dạ. Thì trạng thái ở đây đó là tình chỉ sự thô bạo của tâm và tâm sở. Phần sự là dẹp bỏ sự thô tháo của tâm và tâm sở. Thành tựu là tâm và tâm sở không ỉ oải. Nhân cần thiết đó là có tâm và tâm sở. Ở đây thì để hiểu được cái chữ nhu thân nhu tâm á, trước tiên là chúng ta thấy về cái sự bộc lộ của tâm sân qua hành động bằng thân hoặc là bằng lời nói. Dạ. Mà thường bên ngoài đó là người ta thấy mình sân chỉ khi nào là sao? Mình chửi, mình đánh đập người khác. Thì lúc đó người ta mới xem là người đó là sân. Còn mà nếu mà chỉ là trạng thái khó chịu ở trong tâm thôi thì người ta xem nó cũng không có gì. Dạ. Thì cái nếu mà tâm sân sân khởi á, nó bộc lộ cái trạng thái từ cái tâm, nó đưa ra, nó điều khiển cái thân hoặc là lời nói để cho chửi hoặc là hành động đánh đập, đó là sự thô bạo. Nhưng mà nếu mà nhu thân nhu tâm mà nó sân khởi á, dạ, thì nó không có làm cho tâm và tâm sở có sự thô bạo như vậy. Tức là không, không để cho tâm và tâm sở điều khiển thân hoặc là tâm để bộc lộ ra cái hành động thô thiển. Dạ, tức là không có dụ như chửi mắng, không có đánh đập, mà thay vào đó là sao? Lời nói ngọt ngào, hoặc là nếu mà cái cử chỉ, sự ví dụ như là người mà đánh lễ Phật, dạ, nếu mà người đó có cái trong cái đảnh lễ đó mà có tâm sở nhu thân nhu tâm mà nó có sức mạnh, thì chúng ta thấy là cái đảnh lễ đó nhìn rất là đẹp. Thấy một số em bé nhỏ nhỏ thôi mà về chùa mà các tử mình dạy cho các cháu lễ Phật đó, có những em bé chỉ cần chắp tay lên mình thấy rất là dễ thương, rất là đẹp. Dạ, thì có thể là cái phước đặc biệt của các cháu, nhưng mà mình phải nói là trong trường hợp đó là nó có sự xuất hiện của tâm sở nhu thân nhu tâm, tức là làm nhìn thấy rất là mềm mại. Dạ. Còn một số Phật tử mình vì cái tâm sở nhu thân nhu tâm nó không có điều kiện phát triển, mặc dù trong lúc mình đánh lễ thì tâm thiện nó sanh khởi, tâm thiện nó sanh khởi, nhưng vì tâm sở nhu thân nhu tâm nó không có điều kiện nó phát triển, nó cũng có mặt ở trong đó nhưng mà nó không có điều kiện phát triển, cho nên nhiều khi mình đánh lễ nhìn nó không đẹp, tức là nhìn rất là cứng. Dạ, nhìn rất là cứng. Thì ở trong những trường hợp đó cho mình thấy là nó thiếu nhu thân nhu tâm. Nhu thân nhu tâm nó không được phát triển. Nó có nhưng mà nó không được phát triển. Dạ, nó không được phát triển. Còn những trường hợp giống các cháu nhỏ nhỏ mà sư nói đó, có thể là đó là nhiều đời nhiều kiếp nó tích lũy. Cái chủng tử đó nó được tích lũy. Và trong điều kiện hiện tại chỉ cần gặp cảnh thích hợp là tự động cái tâm nó có sức mạnh và nó xuất hiện. Dạ. Giống một số trường hợp mà trong thời Đức Phật, ví dụ như là ông Cấp Cô Độc, chỉ cần có một hôm ông lên tới, ông đến nhà người bạn rồi
Ông hỏi thăm người người bạn đang chuẩn bị để thỉnh Đức Phật với lại Chư Tăng thọ thực vào ngày mai. Ngày mai thì lúc bây giờ thì cấp cô độc đi đến nhà rồi hỏi người bạn của mình đó là bộ chuẩn bị làm cái lễ gì, sao mà thấy chuẩn bị cơm nước vật thực gì đầy đủ hết. Thì người bạn này mới nói là không có làm lễ gì, mà ngày mai này thì có thỉnh Đức Phật với lại các vị đệ tử của ngài về để cúng dường cái buổi lễ trai tăng. Thì chỉ cần nghe như vậy thôi, và chỉ cần nghe như vậy thôi là tối hôm đó ông cấp cô độc ông ngủ không được, và ông lập tức là phải đi tìm gặp Đức Phật ngay trong đêm hôm đó. Và đi đến gặp Đức Phật thì ông cũng được nghe Đức Phật thuyết pháp rồi chứng được thánh quả Tu Đà Hoàn, và tức là ngay trong lần đầu tiên gặp Đức Phật. Thì sư muốn nhắc cái câu chuyện này để cho mình thấy là tức là cái phước mà mình đã tạo, cái nhân mình tạo trong quá khứ, trong hiện tại chỉ cần gặp cái điều kiện, gặp cái điều kiện mà thuận lợi đó thì nó lập tức nó xuất hiện. Dạ, giống như các cháu nhỏ mà sư nói lúc nãy, tức là chỉ cần gặp cái ngữ cảnh thích hợp thì tự nhiên cái tâm đó nó hiện khởi, nó được phát huy. Dạ. Hoặc là một số trường hợp, ví dụ như là bà đại tín nữ Visakha chẳng hạn, nếu mà như bây giờ thì các tử sẽ đặt cái câu hỏi là tại sao một đứa trẻ 7 tuổi mà có thể nghe pháp mà chứng được thánh quả. Một đứa trẻ 7 tuổi đâu có được hiểu biết gì à. Nếu mình nghĩ là đâu có thể nào mà hiểu biết được sâu sắc về lời dạy của Đức Phật so với mình người lớn. Dạ. Nhưng mà trong thời đó thì nhiều người chứng đắc được thánh quả, thậm chí là sao? Chứng được thánh quả A-la-hán chỉ mới 7 tuổi. Dạ. Giống như là Sayyipandita, Sayyitissa, rồi Sayyisukha chẳng hạn, những vị đó là còn rất là nhỏ, xuất gia rất là nhỏ. Nhưng mà trong lúc xuất gia, một số vị trẻ vừa cạo tóc, niệm tóc lông móng răng da là đã chứng được thánh quả A-la-hán. Số vị thì xuất gia một thời gian sau thì chứng được thánh quả A-la-hán, nên là chỉ mới 7 tuổi. Là vì sao? Đâu vì cái phước ban mặt của người ta nó tạo nhiều đời nhiều kiếp, cho nên chỉ cần cái điều kiện hiện tại thích hợp, gặp được vị thầy thích hợp, nghe qua một bài pháp hoặc là chỉ dạy một đề mục nào đó tu tập thì người ta có thể chứng đắc được thánh quả. Dạ. Thì tương tự với những các cháu nhỏ, với những cháu nhỏ mà sư nói là chắp tay lễ Phật mà nhìn thấy đẹp so với người lớn nhiều khi làm không bằng, là do cái phước nhiều đời nhiều kiếp của họ đã tạo. Rồi phần sự đó là dẹp bỏ sự thô tháo của tâm và tâm sở. Rồi thành tựu là tâm và tâm sở không ỉ oải, tức là nếu mà thành tựu phần sự tâm sở nhu thân nhu tâm á, khi mà nó sanh khởi thì nó sẽ dẹp bỏ hoặc nó đẩy lùi cái tâm thô tháo, tâm thô tháo này. Yeah. Cái tâm thô tháo, dẹp bỏ sự thô tháo của tâm và tâm sở. Cái thô tháo ở đây nó xuất hiện ở trong tâm bất thiện. Tâm bất thiện thì khi mà nhu thân nhu tâm nó sanh khởi thì nó đẩy lùi cái sự thô tháo đó. Còn cái cách mà đảnh lễ mà các Phật tử mà sư nói cứng lúc nãy đó, tức là nhu thân nhu tâm nó có, cái đó nó không phải là tâm bất thiện, không phải mình đảnh lễ không đẹp nhìn thấy nó cứng là tâm bất thiện, nó không phải vậy, nó vẫn là tâm thiện, nhưng mà vì nhu thân nhu tâm nó không được phát triển, nó chưa được phát triển. Dạ. Giống như là một số Phật tử mà mình mới đi chùa một hai lần vậy đó, hoặc là mới đi đến chùa lần đầu tiên mình đảnh lễ vậy. Dạ. Nếu mà mình không có nhiều cái phước tích lũy trước đây thì mình làm cái việc đó là thấy nó rất là cứng. Dạ. Nhìn qua thì
nó không phải là bất thiện, nó vẫn là thiện nhưng mà hơi khó nhìn. À, nhìn nó thấy không đẹp. Ví dụ như là sư nói thí dụ cách mà các Phật tử mình chúng ta đã thí dụ như chúng ta qua bên Thái hoặc là chúng ta nhìn hình ảnh bên Thái mà cái cách mà mình thấy người Thái họ gặp chư tăng họ chắp tay đứng im để sái chào so với Phật tử của mình đây thường làm thấy chư tăng làm sao mình cũng chắp tay nhưng mà mình cứ quẩy lên quẩy xuống so với cái cách chắp tay đứng im mới so với cái cách mà mình giở tay mình cứ xá xá đó thì cách nhìn đứng đứng im đó, nó sẽ trang nghiêm hơn, nhìn nó thấy đẹp hơn. Dạ, mặc dù trong đó thì chúng ta đều thể hiện cái tâm cung kính nhưng mà nó khác nhau. Rồi nếu mà thành tựu thì tâm và tâm sở là không có uể oải, tức là nó nhẹ, nó mềm mại, nó không có mệt mỏi. Nhân cần thiết ở đây đó là có tâm và tâm sở. Thì cũng giống như trên thôi, đó là 13, 14. 15, 16 đó là thích thân, thích tâm. Kaya kamanyata, chitta kamanyata. Trạng thái đó là tình chỉ, tình trạng không thích ứng của tâm và tâm sở. Phần sự là làm tan biến sự không thích nghi của tâm và tâm sở. Thành tựu là tâm và tâm sở bát cảnh vừa hoằng. Nhân cần thiết là có tâm và tâm sở. Để hiểu về thích thân, thích tâm đó thì chúng ta thí dụ ở trong cái công việc, cái nơi mà mình đi đến làm việc, công việc nào mà mình đi đó đến làm đầu tiên, tức là ngày đầu tiên mà mình bắt vào cái công việc, hoặc là mình đi đến một cái môi trường nào đó để mình bắt đầu cái một cái công việc mới, thì chúng ta thấy là sao, lúc nào nó cũng có ít nhiều cái trở ngại. Ví dụ như là mình sẽ làm không kịp theo cái quy định của người ta, không làm không được giống như mọi người. Hoặc là ví dụ nếu mà cái công việc đó là phải đứng suốt buổi thì một vài buổi đầu tiên thì chúng ta cũng rất là khó chịu. Ví dụ như là mình đi tu thiền, mình cứ quen ở nhà là mình ngồi 30 phút rồi mình đứng dậy mình đi kinh hành, rồi sau đó chúng ta nghỉ. Nhưng mà đến khi vào trường thiền thì người ta cho mình ngồi 1 tiếng đồng hồ hoặc là 1 tiếng rưỡi đồng hồ, rồi cho đi kinh hành 30 phút hoặc là 45 phút. Thì lúc bây giờ 1-2 ngày đầu tiên đó chúng ta thấy là rất là khó chịu, thậm chí là chúng ta bị mệt mỏi. Dạ, yeah. Vì sao? Vì chúng ta chưa thích nghi được với cái điều kiện, cái môi trường đó. Dạ, yeah. Thì cái tâm sở thích thân, thích tâm á, nó cũng được hiểu tương tự vậy. Dạ, yeah. Tức là nếu mà nó xuất hiện, nếu mà nó xuất hiện á, thì nó sẽ làm cho mình thích nghi với cái điều kiện hiện tại mà mình đang sinh sống, đang làm việc. Ví dụ như là trường hợp tu tập thiền lúc nãy, 1-2 ngày đầu thì chúng ta chưa có thích nghi được, thì lúc giờ mình cảm thấy khó chịu, cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà một vài ngày sau thì mình thấy nó là bình thường trở lại. Mình sẽ làm được tốt những quy định. Thì lúc bây giờ tâm thiện nó sanh khởi. Tâm thiện nó có điều kiện sanh khởi. Và lúc đó thì thức thân, thức tâm đúng, nó cũng có điều kiện phát triển. Nó làm cho mình
biết thích nghi với cái điều kiện, cái môi trường đó. Còn phần sự thì là làm tan biến sự không thích nghi của tâm và tâm sở. Tức là nó, khi mà nó sân khởi, nó có phần sự, đó là nó đẩy lùi những cái gì mà làm cho tâm và tâm sở không thích nghi được. Ví dụ như là ngồi lâu quá mình cảm thấy lười biếng, ngồi lâu quá mình cảm thấy buồn ngủ. Thì tâm sở thích thân thích tâm khi mà nó sanh khởi thì nó đẩy lùi hết mấy cái đó. Khi mà mình ngồi mình phát triển được trong tâm thiện mà tâm sở thích thân thích tâm nó sanh khởi. Trường hợp này chúng ta thấy là ví dụ trong tu thiền á, nếu các Phật tử mình không, ví dụ như là trong trường thiền bắt mình tu tập cái đề mục niệm hơi thở, thì nếu mà mình thấy cái đề mục đó không thích hợp với mình á, thì chúng ta sẽ thấy là mình ngồi một tí là mình sẽ bị ngủ gục, mình sẽ bị ngủ gục, hoặc là ngồi một tí là mình cảm thấy tê tay tê chân. Nhưng mà nếu mà mình có được cái đề mục thích hợp thì cái việc ngồi mà một tiếng đồng hồ, một tiếng rưỡi đồng hồ gì đó là bình thường. Là nhất là khi mà chúng ta có được đề mục thích hợp rồi. Và cái điều này nó có thể chứng minh qua những trường hợp mà chúng ta tham gia các khóa thiền. Những ngày đầu với những ngày mà mình đã tu tập được, chúng ta sẽ thấy rõ nhất là cái tâm sở thích thân thích tâm khi mà nó sanh khởi thì nó sẽ đẩy lùi được những cái mà không thích nghi của thân, của tâm và tâm sở thông qua những hành động cử chỉ bằng thân. Thành tựu, khi mà nó thành tựu thì làm cho tâm và tâm sở bắt cảnh vừa vặn. Tức là cái gì mà mình thích nghi được rồi á, mình thích nghi được rồi thì mình có thể làm nó được một cách dễ dàng, không có bị sai sót hoặc là không có bị thiếu thốn. Thì tâm sở thích thân thích tâm á, khi mà nó sanh khởi, nó thích nghi với các pháp rồi thì nó sẽ bắt cảnh là vừa vặn, không để cho cái tâm bất thiện nó sanh khởi. Rồi nhân cần thiết ở đây nó là có tâm và tâm sở, thì cũng giống như phần trên 16, 17 đó là thuần thân, thuần tâm. Kayapagunyata, cittapagunyata. Trạng thái là tình chỉ tính chất bền hoạn của tâm và tâm sở. Phần sự là dẹp trừ trạng thái bền hoạn của tâm và tâm sở. Thành tựu là tâm và tâm sở không khó khăn. Nhân cần thiết là có tâm và tâm sở. Chữ thuần ở đây thì được hiểu đó là thuần thục. Thuần thục trong cái công việc. Thì ở đây ví dụ như là nếu mà chúng ta làm cái công việc nào đó mà chúng ta không rành nó. Ví dụ như là mình đi học ngành y mà đến khi ra trường lại cho đi dạy văn dạy sử đâu vậy, ví dụ vậy. Thì cái đó nó sẽ làm gây trở ngại rất lớn cho mình và dễ làm cho mình cảm thấy chán vì nó không đúng theo cái mà mình đã học, cái mà mình cái kiến thức mà mình đã có.
Và chính cái đó cho nên nó làm cho mình cảm thấy mệt mỏi. Mà ở đây nó là nhưng mà khi cái tâm sở thuần thân thần tâm này nó sanh khởi thì nói về những công việc mà mình làm mà đúng theo cái giống như là thầy giáo thì học môn học chuyên ngành nào thì đến khi mình ra giảng dạy thì mình giảng dạy theo cái chuyên ngành đó, theo cái kiến thức mà mình có, thì như vậy thì mình sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu. Thì đó là trạng thái của thuần tâm, tức là làm không có sự sai sót vì đúng theo cái chuyên môn của mình. Về phần sự đó là dẹp trừ trạng thái bệnh hoạn của thân và tâm. Tại vì khi mà tâm sở thuần thân thần tâm nó sanh khởi, tức là nó thuần thục ở trong công việc, cho nên mọi công việc nó được làm suôn sẻ. Nhà đó mà nó không cái tâm bất thiện nó không có cái cơ hội sanh khởi. Cho nên tâm sở thuần thân thuần tâm khi mà nó sanh khởi thì nó đẩy lùi cái bệnh hoạn. Ở đây đó là nói bệnh hoạn về tâm, tức là bệnh hoạn mà cái tâm và tâm sở bất thiện nó sanh khởi. Thành tựu là tâm và tâm sở không có khó khăn, tức là nếu mà cái công việc đó mình làm nó được thuần thục rồi thì nó sẽ không gây trở ngại, không gây khó khăn cho mình. Và cái thuần thân thuần tâm này á, để tại vì cái công việc gì cũng vậy, nếu mà mình làm được, mình làm mà mình mới bắt đầu thì thường là nó hay trở ngại, nhưng mà nếu mình tập lâu dần thì nó sẽ tốt. Ở trong tu tập cũng vậy, ví dụ như là ở trong tu tập một đề mục thiền nào đó thì khi mà mình bắt đầu thì nó sẽ khó khăn, nhưng mà đến khi mình tập nó cho thuần thục rồi thì nó sẽ tốt, tức là nó sẽ vượt qua cái khó khăn đó. Và lúc đó là cái tâm sở thuần thân thần tâm nó cũng được phát triển. Nhân cần thiết thì cũng có tâm và tâm sở. Tâm sở chánh thân chánh tâm, chánh thân chánh tâm trạng thái đó là sự ngay thẳng của tâm và tâm sở. Phần sự là loại bỏ sự cong vẹo hay tà hoại của tâm và tâm sở. Thành tựu là tâm và tâm sở không tà hoại. Nhân cần thiết là có tâm và tâm sở. Cái chữ chánh thân chánh tâm ở đây đó là ca dú chú ca ta với là chất tú chú ca ta. Thì ở đây nó từ cái chữ cha ca giác với lại út chú ca ta rồi chất tá út chú ca ta. Cái chữ út chú ca ta nó là ngay thẳng ở trong trường hợp này nó là chỉ cho là sự chánh trực, tức là không có nói dối, không có lường gạt người khác. Thì khi mà tâm thiện mà sanh khởi, nói lời chân thật, tránh xa lời nói dối, lời nói độc ác, lời nói làm cho người khác bị đau khổ, thì lúc giờ đó là chánh thân chánh tâm nó sanh khởi và nó được phát triển. Người mà hay nói thẳng, tức là có sao nói bậy á, thì người đó nó có cái có, tức là cái tâm sở chánh thân chánh tâm á, nó có sức mạnh.
phát sanh ở trong tâm thiện. Còn người mà không có chánh thân chánh tâm, tức hoặc là chánh thân chánh tâm yếu á, là khó nói được, nói lại chân thật. Là vì sao? Là vì khi mà cái chánh thân chánh tâm nó yếu á, tâm thiện nó sanh khởi, nó không đủ sức mạnh để nó hoạt động, mà thường là sao? Hay nói dối. Tức là thay vì bằng tâm thiện thì tâm mất thiện nó xen vào để nói lại nói không chân thật, hoặc là lường gạt người khác. Yeah. Trong đời sống của mình nó chỉ có hai trường hợp như vậy với người phàm phu: hoặc là bằng tâm thiện, hoặc là bằng tâm bất thiện. Nếu tâm thiện yếu thì lập tức tâm bất thiện nó sẽ sanh vào để thay thế như vậy. Dạ. Là chúng ta ví dụ như là có một người đi đến hỏi mình, hỏi như là hôm qua ở đây có xảy ra chuyện đánh đập, cự cãi gì với nhau đó, hoặc là có trộm cắp gì đó. Nếu mà người có chánh thân chánh tâm mạnh thì người đó sẽ, nếu mà có thấy thì người đó sẽ nói là thấy, rồi kể ra những câu chuyện như vậy. Nhưng mà nếu mà người có chánh thân chánh tâm yếu thì sẽ có cái suy nghĩ khác, mà sao nói mất công, mình mang họa. Cho nên sẽ nói sao? Không thấy không biết. Dạ. Thì trong trường hợp đó cho chúng ta thấy là giữa người có khuynh hướng sống thiện với khuynh hướng sống bất thiện là nó khác nhau hẳn, nó tích lũy cái chủng tử khác nhau hẳn. Khi mà mình sống nhiều với cái khuynh hướng bất thiện á, để gặp cái sự kiện gì thì mình cũng suy nghĩ nó là sao, để tâm bất thiện nó sanh khởi. Còn người có khuynh hướng mà sống về thiện nhiều, gặp bất cứ sự kiện gì thì cũng suy nghĩ theo cái khuynh hướng thiện. Ở trong bài kinh Hiền Ngu, bài kinh số 129 ở trong Trung Bộ thì Đức Phật ngài cũng dạy. Trong bài kinh đó đề cập đó là cái người ngu hay người ác á, khi mà suy nghĩ á, họ rất khó để mà suy nghĩ về thiện, mà phần lớn họ suy nghĩ là suy nghĩ về bất thiện. Và vì họ suy nghĩ về bất thiện á, cho nên nó tạo điều kiện cho thân hoặc khẩu hành động bất thiện, tức là nói lại nói bất thiện, rồi đưa đến hành động bằng thân bất thiện. Riêng người trí thì khi mà suy nghĩ thì sẽ suy nghĩ thiện, và từ đó đưa đến hành động bằng thân hoặc là lời nói cũng là thiện. Dạ, thì giữa hai hạng người nó khác hẳn, do cái tích lũy, cái phước tích lũy nó khác nhau. Một người thì tích lũy cái thiện pháp, còn một người thì tích lũy bất thiện pháp. Cho nên gặp bất cứ trường hợp nào, người thiện thì cũng cố gắng suy nghĩ theo cái khuynh hướng thiện, còn người ác thì dù cái đó là thiện nhưng mà họ vẫn suy nghĩ theo cái khuynh hướng ác. Dạ. Do đó trong đời sống của mình, đó là mình khi mà học về các tâm sở này rồi á, các tâm sở này rồi á, khi mà có tâm thiện hoặc là tâm bất thiện mà nó sanh khởi, ví dụ nếu mà tâm thiện thì tìm cách để phát triển nó, còn nếu mà tâm bất thiện thì tìm cách để ngăn chặn nó. Học các tâm sở này là giúp mình biết những trường hợp nào là tâm thiện, những trường hợp nào là tâm bất thiện. Dạ. Khi mà tâm sở chánh thân chánh tâm này nó được thành tựu thì tức là nó sẽ không dẹp bỏ những hành động đấy, như là không nói lời nói chân thật, tức là nói cái lời nói chân thật là loại bỏ cái lời nói dối, hoặc là loại bỏ cái hành động lường gạt người khác, thay vào đó nó là hành động chân chánh. Rồi nhân cần thiết đó là có tâm và tâm sở. Dạ. Thì đó là phần 19 tâm sở tình hảo biến hạnh.
19 tâm sở này khi có mặt thì nó có mặt đủ ở trong trong các tâm, tức là trong 24 tâm dục giới tình hảo, 24 tâm dục giới tình hảo, 15 tâm sắc giới, 14 tâm 12 tâm vô sắc giới và 40 tâm siêu thể. Tức là 19 tâm đó nó khi mà nó có mặt thì nó có mặt hết trong tất cả các tâm tình hảo này, cả thọ xả lẫn thọ hỷ. Chỉ có điều là có khi mà nó có mặt á, lúc nào đôi khi thì nó đóng vai trò chính, đôi khi nó đóng vai trò phụ, mặc dù là cùng có mặt. Nó giống như là trong một cái cuộc họp mà mình có mặt tất cả những người này, nhưng mà đến khi mà phát biểu ý kiến á, không phải là phát biểu một lần hết, mà phải sao từng người một. Đến phần của người nào phát biểu thì người đó sẽ phát biểu. Thì trong lúc người đó phát biểu là được xem là những người còn lại là phải lắng nghe, phải lắng nghe. Thì người phát biểu đó là người có quyền nhất. Nó giống như là các tâm sở này, mặc dù nó cùng có mặt trong tất cả các loại tâm, 19 tâm sở này khi mà có mặt thì có mặt trong tất cả các tâm tình hảo, tức là ở đây mình có 24 với 15, 24 với 15 là 39, 39 với 12, 12 là 39 với 12 là 51, 51 với 40 tâm siêu thế là 91. 91 tâm tình hảo. Và 19 tâm sở mình muốn học lúc nãy thì nó có mặt trong 91 tâm này. Nhưng mà vai trò của mỗi một tâm đó là nó khác nhau. Thí dụ nếu mà tính tâm sở có mặt mà nó đang đóng vai trò quan trọng giống như nói lúc nãy, giống như tính tâm sở là người đứng lên phát biểu, thì các tâm sở còn lại đó là nó cũng có mặt, nhưng mà nó đóng vai trò phụ. Rồi sau tính thì thí dụ như là tới niệm hoặc là tới tàm, tới quý gì đó, nó hỗ trợ cho nhau. Một người làm việc chính, những người còn lại đó là hỗ trợ cho nhau để các tâm và tâm sở này nó sanh khởi để thực hiện một hành động nào đó. Thực hiện một hành động nào đó. Thì đó là 19 tâm sở tình hảo biến hành. Bây giờ mình còn lại 5 tâm sở, 6 tâm sở biệt cảnh. 6 tâm sở biệt cảnh. Để xem ở đây